Mến chào các bạn yêu thích bóng đá, trở lại với phần nhận định, phân tích, soi kèo tỷ số vòng loại World Cup 2022 giữa đội tuyển Israel với tuyển Áo vào lúc 1 giờ 45 rạng sáng ngày 5 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Hai đội đang cạnh tranh vô cùng quyết liệt cho vị trí thứ hai tại bảng F, vòng loại World Cup khu vực châu Âu, họ cũng sẽ đối đầu trực tiếp tại lượt trận thứ 5 tới để phân định thắng thua trong cuộc đua trên. Cả Israel và Áo đều đang có 7 điểm sau 4 lượt trận đã qua tại bảng F và cũng đang là hai đội có nhiều cơ hội nhất sau Đan Mạch có thể giành tấm vé đi tiếp. Với Israel, dù không được đánh giá quá cao nhưng họ đã biết chắc chiêu những cơ hội có được và thành quả là việc có được vị trí thứ hai tại bảng vì nhìn hơn Áo ở hiệu số bàn thắng bại. Việc được chơi trên sân nhà ở trận tới lại mang đến khá nhiều lo lắng cho đội tuyển này bởi họ chỉ giành một chiến thắng trong 4 trận sân nhà gần nhất và thua tới 2 trận trong số đó. Theo kết quả bóng đá hôm nay, Áo chắc chắn có những lợi thế của riêng mình, trước tiên phải là mặt nhân lực. Áo sở hữu cho mình những cầu thủ vô cùng chất lượng và có đẳng cấp cao như David Alaba, Christoph Baumgartner hay Marko Arnautović, những cái tên nổi tiếng hơn rất nhiều so với đối thủ của họ. Dẫu vậy, việc phải làm khách vẫn mang đến những nỗi lo nhất định, đặc biệt là khi Franco Foda cùng các học trò chỉ thắng 2 trong 5 trận sân khách gần nhất, trong khi để thua cả 3 trận còn lại. Soi kèo tỷ lệ nhà cái châu Á, tròn kèo trên Áo. Trận gần nhất Israel chấp quần đảo Faroe 1.25 bàn thắng kèo. Trận gần nhất Áo chấp Moldova 2 bàn hòa kèo. Soi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu, tròn tài. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, Áo giành chiến thắng. Các chuyên gia bóng đá dự đoán Áo thắng 3-1 trong 90 phút thi đấu. Còn ý kiến các bạn như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé. Để ủng hộ kênh các bạn bấm like, nhấn vào chuông để nhận thông tin mới nhất. Mến chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.